Dạ chào cô bác anh chị. Thì hôm nay cô bác anh chị sẽ chứng kiến anh Lợi, cái anh Phong, người mà đàn ca ở trên cái vỉa hè, ở trên ngã tư, những cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ ở Sài Gòn. Thì hôm nay đến nhà trọ anh Phong, thì anh Phong ngẫu hứng là rủ ông mời. Bên đây là đối thủ là của anh Phong đó, gọi là kỳ thủ, sẽ đánh cờ. Bây giờ mà cái công việc mà đầu tiên đó là mình sẽ sắp cờ cho anh. Rồi. Rồi anh đi con gì anh nói cho mẹ nghe. Em đem rồi em còn khâu đây. Pháo không? Rồi, rồi anh đi con gì anh nói mẹ. Pháo. Anh đi pháo luôn phải không? Ừ. Pháo anh chịu đầu phải không? Ừ. Rồi anh lên mã đây. Lên mã đi. Rồi anh gàn xe luôn. Gàn xe phải không? Cao thủ rồi nè. Tôi lên ngựa. Em xuống luôn. Cú xe đó hả? Cú xe chốt đây. Chốt bên đây. Rồi em cũng ăn chốt luôn. Chốt rồi. Rồi ăn để đâu đó? Đây, 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 cầm. Chưa nữa. Em lên chốt. Lên chốt. Để xem lại ra mà. Xem lại ra mà cân. Lên mã. Ôi cực kỳ lợi hại ha. Lên xe. Đó 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 đó. Ngay chỗ. Lên đi vô bắt má em phải không? Không biết. Mà quên bà hỏi. Thôi thôi thôi. Thôi mình sợ đây. Mình lên tự. Lên tưởng hả? Lên tưởng. Anh gờ vậy là anh ứng được, biết được con gờ nó nằm vị trí nào anh không? Bằng cờ của anh biết, bằng cờ này anh không biết, nhớ. Anh có cái bàn cờ của mình luôn rồi hả? Dù em ngựa cái đi. Em ngựa rồi, về phao nữa đi. Vô bắt hả? Lúc trước ai dạy anh này anh Phong? Ở đó anh học ở dưới trường. Dạ. Học ở dưới trường. Học dưới trường ha. Lên mã luôn. Cái đâu anh? Lên mã đó 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 này. À, ở qua đây. Qua đây, là anh bắt xe. Không biết. Không biết bắt con gì. Chạy bắt xe rồi bắt ngựa tôi luôn ta. Tôi không biết. Hay trời. Tôi nghĩ là anh biết màu. Anh phải biết màu con mình mà nó gờ lại bình thường. Nhưng mà phải biết màu nó ở đâu chứ. Nhớ. Nhớ hay. Được, ông biết quýnh ông là ông cũng biết quýnh cái bộ đấy kìa. Được quýnh mà nhớ hay chứ mà là không. Nhớ chứ nhớ có. Nhớ là nhớ được con cờ nằm ở đâu. Nhưng mà nhớ con cờ rồi nhớ cái màu đó. Sao nhớ màu được, sao cái màu được dễ màu. Ờ, bởi vì không nhớ đó. Con cờ của mình thôi. Thôi thi anh. Phải nhớ con cờ của người ta nữa chứ. Chứ nhớ cờ mình không đâu có được. Dạ đúng rồi. Ở đây là phải nó kỳ tài á. Ở chỗ anh học có nhiều người biết đánh không anh Phong? Không có nhiều người biết. Ông người đánh hết mình không ông ơi? Chứ sao? Cũng là quên hết mình. Quên hết đi. Anh biết chơi thôi, anh đánh thôi. Có nhiều lần chơi hết đi. Thu là thu chứ đâu. Hết luôn ha. Ở luôn nhiều năng lượng là quất hết ra. Năm mấy năm cũng lần mà chơi hết luôn. Cũng không có gì. Cùng quá mình phế thôi cái đầu sợ. Chơi rồi anh chơi xe mà đó phải không? Chứ sao để anh xe anh lên quậy quá rồi chơi chắc mẹ rồi bỏ đi tôi lụm cho bỏ đi cho lụm có lính lụm khỏi lo tôi là lát nè lên ngựa luôn là ông người chỉ cần đi con đó là nói con đó thôi rồi mình đi nào nó nãy chứ là đây ta không có thấy mà lên đây đi
chào cũ. Chào cũ. Chào cũ bắt lại mấy em nữa. Là thí mã nữa. Thí nữa. Quất mã không phải quất qua. Cái mình chạy mã mình. Mẹ mình chạy. Quất mã không quất qua. Đó, anh đánh là anh biết cái con pháo này ăn lên cái con ngựa của ông Mười. Hiện bây giờ anh còn như quân cờ. Anh không biết, mình là quấn, mình cứ nhớ từ từ vậy đó. Dạ yeah. Chịu con chiếu đó à? Anh chiếu đâu? Chiếu pháo. Pháo đầu anh cũng chốt chiếu đó hả? Bí sao? Bí sao? Là sẽ dân quốc cho đồng ý nè. Ông Mười đó giờ có đánh với anh Phong lần nào chưa? Chưa. Mới đây là mới đầu tiên ổng mới quý quân cờ đó. Mới phát hiện luôn hả? Cái ông lại em ổng nói rồi, nó ổng em cờ nó ghiền lắm. Ổng gì vậy? Chỉ nước nào đi nước đó. Giờ mình đi lên nhà pháo thôi. Pháo này mấy nấc mình đã mấy nước phải không? Chạy đây. Sao đầu ông kêu đi nào đi nấy. Thục pháo về. Cho nó động cờ. Cũng nói nhớ cũng hay lắm. Pháo về đó. Quá hay. Ván cờ này cũng ngang ngửa ha ông Mười ha. Một đường tay thôi. Cái tay ông ngỏ xíu ông ơi. Lâu bây giờ tuổi rồi. Lên tường. Ăn chớp luôn. Chết sao? Thằng chốt đi. Chết pháo luôn rồi. Chết pháo rồi. Ai là biết ăn chốt chết pháo quốc sĩ. Ăn quốc sĩ à, nó quốc sĩ bên này bên này. Chưa. Chưa ăn mà. Chưa ăn mà. Thầy hãy pháo là mới ăn quốc sĩ là ăn chứ. Ông Mười năm nay nhiêu ông Mười? Năm mười cao rồi. Lấy ngựa bắt xe anh. Lấy ngựa bắt xe. Mất xe, chết pháo rồi, tức sĩ luôn, tức cho anh luôn. Không ăn gì ăn. Cái cờ này không chắc. Chưa chắc, bây giờ con chưa chắc được rồi. Chắc rồi, lỗ xe. Còn con xe ăn pháo à. Xe ăn pháo làm gì ta. Chưa chắc thôi đâu. Lỗ tới hai con ngựa luôn. Rồi, nuôi con pháo rồi đó. Rồi anh đang là... ông này quấn dữ rồi. Cứng rồi. Cứng cửa rồi đó. Kỳ thủ. Cứng rồi. Cứng cửa rồi. Để quất luôn chạy. Giật pháo ra. Thôi không quất. Sao nó quất luôn sĩ chứ. Quất mà chống cờ ông sao chiếu được. Rồi chỉ sao biết. Ăn hết rồi chỉ sao biết. Anh
coi chợ đông được. Đó đây nè. Đây phải không? Ừ. Tính xuống đây nói gì? Không biết. Thôi giờ tao biết để tao chạy. Đi đi. Chơi một con nữa. Ủa hả? Ủa vậy? Tuy cái anh không thấy đường mà tâm anh sáng, cực kỳ sáng, cực kỳ hay. Nãy giờ ông 10 lỗ cờ luôn. Đụng cao thủ rồi. Chú này à, chú luôn á, trốn á. Đừng có anh chiếu hả? Chạy trốn. Pháo hả, pháo hả? Đừng pháo mà chiếu gì. Anh gờ mặt cờ là anh biết đó là con gì luôn hả? Không, cờ này anh không biết, cờ của anh biết. Con cờ này anh cô chú anh chị thắng thua, đánh cờ thắng thua thì không thành vấn đề, nhưng mà vấn đề quan trọng là chơi vui. Với lại cái dạ cái hay của anh là anh không thấy đường mà anh vẫn đánh cờ tướng được. Anh mà muốn ăn mồi bò muốn ăn chưa nó không bán luôn á. Đâu chạy đâu chạy xe chi vậy, xe chiếu tướng chi họ ngộ chạy xe. Hồi sớm giờ có nhường không ông ơi? Nhường gì quýnh ấy lâu quá không quýnh, tại ông ngủ quýnh quýnh với ông thử chiều về dạ anh mới đi với cậu đây. Thôi khoan 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 không được hay phải không? Thôi chủ yếu là như thế cô bác anh chị. Dạ xin chào và hẹn gặp lại. Thôi em xin phép anh em về luôn ha anh Phong. Dạ, dạ. Rồi hôm nào mấy anh em mình gặp lại ha. Dạ, dạ. Rồi chúc anh sức khỏe ha. Dạ anh cảm ơn Phong nhiều. Dạ.